Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lý lịch đầy ấn tượng của Tân Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Theo báo Người Lao động đưa tin, mới đây vừa qua 75 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Việt Nam là Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang Miss International 2024 trong đêm chung kết diễn ra 12 tháng 11 tại Nhật Bản. Ngoài nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, người đẹp Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy đặc biệt tạo ấn tượng với phần thi ứng xử không thể tuyệt vời hơn. Theo đó, trước câu hỏi, sự kiện toàn cầu quan trọng nhất đã tác động đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn là gì? Thanh Thủy đã có câu trả lời xuất sắc. Tôi nghĩ rằng đó là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hệ thống giáo dục toàn cầu. Bởi do đại dịch COVID-19, chúng ta phải ở nhà và học trực tuyến. Đây là sự thay đổi trong xu hướng phát triển của các công ty giáo dục trực tuyến. Tôi hy vọng các học sinh có thể khám phá cơ hội học tập thông qua các nền tảng giáo dục trực tuyến. Vì đây là điều số 4 trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, hướng đến sự bình đẳng về giáo dục. Câu trả lời thuyết phục này không chỉ thể hiện trí tuệ mà còn cho thấy sự nhạy bén của cô với các vấn đề xã hội. Sau 30 năm, người đẹp Việt tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International, Hoa hậu quốc tế, nhan sắc Việt cũng đã giành chiến thắng cao nhất là ngôi vị Hoa hậu. Điều đó khiến cho người hâm mộ nhan sắc càng thêm yêu mến và nể phục Huỳnh Thị Thanh Thủy. Đáng chú ý, trước đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, khi ấy là top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, cũng từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này vào năm 2018. Dù được kỳ vọng, Thùy Tiên ra về tay trắng khi không thể lọt vào top 15. Sau thất bại tại Miss International, Thùy Tiên tiếp tục chinh chiến giành quyền đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Đây cũng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Tiên khi cô trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi này. Trong khi đó, Huỳnh Thị Thanh Thủy lần đầu chinh chiến quốc tế và giành chiến thắng tại Miss International 2024. Thành công này của Thanh Thủy một lần nữa cho thấy sự tỏa sáng của nhan sắc Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Với những thành tích của Thanh Thủy và Thùy Tiên, Việt Nam hiện có tổng cộng 4 trên 6 vương miện tại các cuộc thi Big 6, 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Có thêm Phương Khánh Miss Earth và Bảo Ngọc Miss Intercontinental. Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024 không chỉ bởi nhan sắc và ngoại hình ấn tượng mà còn vì khả năng ứng xử khéo léo và học vấn đáng nể. Hiện cô đang theo học tại hai trường đại học là Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và Đại học Greenwich Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng là một trong 36 sinh viên của trường có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan. Thanh Thủy cũng từng đạt giải nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn cấp thành phố Đà Nẵng năm 2016, huy chương bạc cuộc thi thời trang trẻ Hội Hoa Xuân thành phố Đà Nẵng năm 2019, Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng năm 2021, Á khôi một cuộc thi học sinh sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng năm 2021. Trước khi nhập cuộc tại Miss International, Thanh Thủy từng chia sẻ cô có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, đồng thời dự định học thêm tiếng Nhật để hiểu rõ hơn về văn hóa Nhật Bản. Ngoài thành tích học tập xuất sắc và khả năng ngoại ngữ, Thanh Thủy còn sở hữu nhiều tài lẻ như hát, múa, gấp, origami và chơi cầu lông. Cô cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện xuyên suốt nhiệm kỳ của mình. Trong khoảnh khắc chiến thắng vương miện danh giá của Miss International, Hoa hậu quốc tế 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ, cảm ơn rất nhiều, tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Hoa hậu quốc tế Miss International và bây giờ tôi là Hoa hậu quốc tế Miss International đầu tiên đến từ Việt Nam. Cuối cùng, tôi đã có thể chứng minh rằng tôi xứng đáng với tất cả tình yêu, sự ủng hộ của khán giả, người hâm mộ Việt Nam và toàn thế giới. Cảm ơn rất nhiều. Từ cô sinh viên đến từ Đà Nẵng, Huỳnh Thị Thanh Thủy vụt sáng trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2022. Theo báo Người Lao động đã đưa tin trước đó, người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022
trong đêm chung kết diễn ra tối 23 tháng 12 năm 2022 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình chinh phục vương miện của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đến từ Đà Nẵng. Với câu hỏi, bạn sẽ định vị bản thân mình như thế nào trong thế giới 8 tỷ dân? Thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có câu trả lời đầy tự tin. Là chúng ta cần phải tự tin vào chính mình bằng tri thức và sự kiên trì học hỏi không ngừng. Người đẹp tuyên bố bằng sự nỗ lực và kiên cường, cô sẽ cống hiến hết mình để mang lại giá trị cho bản thân. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng, là thí sinh lọt top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô cao 1m76 và có số đo 3 vòng 80, 63, 94cm. Sở hữu gương mặt xinh xắn, trẻ trung, cô là sinh viên năm thứ 2 khoa ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Đà Nẵng. Ước mơ lớn nhất của Thanh Thủy là đạt được thành công từ chính đam mê, sở thích về nghệ thuật. Cô chia sẻ hình mẫu hướng tới là Lisa của nhóm Blackpink, một biểu tượng của sự kiên trì và không ngừng nghỉ, luôn làm mới bản thân, khiêm tốn và có hoài bão. Cô cho biết bản thân cũng có hoài bão lớn, sự kiên trì bền bỉ, không giới hạn và tin tưởng con đường bản thân đang đi sẽ thành công. Á hậu 1 thuộc về người đẹp Trịnh Thùy Linh, Á hậu 2 thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Ban tổ chức cũng trao những giải thưởng phụ gồm người đẹp biển Phan Phương Oanh, người đẹp thể thao Huỳnh Thị Thanh Thủy, người đẹp thời trang Trần Lê Mai Chi, người đẹp tài năng Lê Nguyễn Ngọc Hằng, người đẹp có gương mặt khả ái Hoàng Hương Giang, người đẹp do khán giả bình chọn Lê Minh Anh, người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Thanh Tâm, người đẹp áo dài Trần Thị Bé Quyên, người đẹp có làn da đẹp nhất Trịnh Thùy Linh. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sự kỳ vọng của Việt Nam ở đấu trường Miss Universe 2024. Cùng thời điểm tham gia đấu trường quốc tế với Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, còn có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên là người đẹp Việt Nam tham dự Miss Universe 2024. Lần đầu tiên một Hoa hậu tự đứng ra tổ chức Sense of Ceremony trước ngày lên đường đi dự thi quốc tế. Trước sự hiện diện của đông đảo nghệ sĩ và giới truyền thông, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có bài phát biểu dài 15 phút. Theo báo Người Lao Động, người đẹp sở hữu hai vương miện bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ và sự đầu tư kỹ lưỡng cho hành trình chinh phục Miss Universe 2024. Đây cũng là giấc mơ suốt 10 năm qua của cô, được hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cùng với đó, Kỳ Duyên cũng công bố nhiều kế hoạch lớn trong chiến dịch lần này. Đáng chú ý là việc xuất bản quyển tự truyện dưới dạng mini, photobook, tổ chức giải chạy marathon sau khi trở về từ Mexico và dự định xây dựng 10 trường học dưới danh nghĩa Tân Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2024. Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Khán giả háo hức chờ đợi ngày cô đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Hiện đã có 125 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới xác nhận tham gia Miss Universe 2024, với dự đoán con số này có thể lên đến 130. Ban tổ chức cũng cho biết format chương trình năm nay sẽ có nhiều thay đổi mới mẻ, hứa hẹn một đêm chung kết kịch tính. Tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 73 2024, trong hơn 100 thí sinh, 4 người đẹp đại diện cho từng châu lục sẽ giành quyền vào thẳng top 30. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất cũng sẽ có mặt trong top 30, trong khi 25 gương mặt còn lại sẽ do ban giám khảo chọn lựa. Kỳ Duyên được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên nặng ký có thể lọt vào top 30, thậm chí tiến xa hơn tại cuộc thi năm nay. Trước đó, trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024, thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên dường như đã được dự đoán trước sẽ trở thành Hoa hậu vì những phần thi vô cùng ấn tượng. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên dùng một phần tiền thưởng là 500 triệu đồng để giúp đồng bào miền Bắc vượt qua thiên tai. Số tiền còn lại, cô dùng vào việc chuẩn bị hành trang cho hành trình đến với cuộc thi Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico trong vài tháng tới. Đăng quang Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ mang sứ mệnh xây dựng 10 ngôi trường cho những địa phương khó khăn trong nhiệm kỳ, cũng như thực hiện trách nhiệm, lan tỏa những giá trị đẹp vì cộng đồng. Hoa hậu Kỳ Duyên, lần thứ 2 đăng quang sau 10 năm. Lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cô cách đây 10 năm, khi mới 18 tuổi.
Đội vương miện trên đầu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng trở thành một trong những hoa hậu thị phi nhất của showbiz Việt. Lần đăng quang thứ hai trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024 diễn ra tối 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Kỳ Duyên chinh phục toàn bộ khán giả. Không chỉ là những màn trình diễn ấn tượng bởi 10 năm làm nghề, mà là kiến thức, tri thức của cô thông qua màn thi ứng xử. Cùng câu hỏi ứng xử, các cuộc thi hoa hậu bản chất chỉ là giải trí. Người đẹp đăng quang không thể đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ, của cả một đất nước. Bạn đồng ý hay phản đối? Hoa hậu Kỳ Duyên đã có phần trả lời cực kỳ ấn tượng. Vẻ đẹp, một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho đất nước. Câu chuyện của cô gái đấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. 10 năm trước tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. 10 năm sau tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thực hiện lý tưởng hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ với lý tưởng này của tôi có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng của mình. Đây là tiền đề cơ sở để nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn. Hoa hậu Kỳ Duyên 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1m75, nặng 56kg. Số đo hình thể lần lượt là 85, 59, 93cm. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Việt Nam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Việt Nam 2023, Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2024 là Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2024 là Vũ Thúy Quỳnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!